hỏi. Hiện nay quốc gia chúng ta đang xảy ra quá nhiều hiện tượng hỗn loạn, vậy mai này vận mạng của đất nước sẽ ra sao? Đáp: chớ nên hỏi tôi chuyện này, vì quý vị ai nấy cũng đều biết cả. Quý vị đã biết rõ rồi thì không cần phải cố hỏi nữa. Quốc gia hưng thịnh tất sẽ có điềm lành, quốc gia suy vong tất sẽ có yêu ma ác nghiệt. Như người xưa nhìn tướng con rùa già động đậy bốn chân để tiên đoán, biết trước được các chuyện phước hòa lành dữ. Xưa kia vua Thang Lý đem bò đực đen tế lên thiên hoàng rằng: trẫm này là một kẻ tiểu tử tên gọi Thang Lý, dám tế con bò đen, dám tâu lên tiên hoàng và hoàng hậu, dám tâu hoàng đế hoàng hậu. Trẫm tự mình có tội chứ không phải tội của muôn dân, muôn dân có tội là tội ở trẫm. Rồi lại nói rằng: xin đừng trách tội cho muôn dân, nếu như muôn dân có tội là do trẫm đã không giáo hóa họ đàng hoàng. Thiên đế hãy đổ tội của họ cho trẫm, trẫm sẽ lãnh chịu hết. Các bậc thánh hiền minh quân ngày xưa đều can đảm nhận tội và sửa đổi lỗi lầm cách dũng cảm như thế. Các ngài còn sẵn lòng tiếp nhận lời can gián, đấy mới thật sự là một người gương mẫu, một vị lãnh đạo cho nhân dân. Hỏi: hòa thượng đã từng nói qua là ngày nào mà hòa thượng còn ở San Francisco thì ngày nấy San Francisco sẽ không bị động đất, nhưng bây giờ ngài mới rời khỏi San Francisco thì San Francisco lại xảy ra trận động đất, vậy hiện tượng này có ý nghĩa gì? Đáp: không có ý nghĩa gì cả. Hỏi: có lợi ích gì khi tụng niệm 42 mẫu tự trong kinh Hoa Nghiêm? Đáp: diệu dụng vô cùng, không thể diễn đạt bằng lời. Tụng niệm 42 mẫu tự có sức mạnh không thể nghĩ bàn và có thể bạc trừ hết các nghiệp tội. Hỏi: xin hỏi, nhân quả trong ba đời, có phải con là người sẽ thọ quả báo ở kiếp tương lai và con là người tạo nghiệp ở đời hiện tại thì giống nhau? Đáp: nếu con muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn các quả báo mà con đang lãnh chịu của đời này. Những chuyện con gặp phải ở đời này đều là do kiếp trước con đã tạo ra. Muốn biết quả báo đời sau thì hãy xem những gì con đang làm ở đời này. Nếu con muốn biết ở kiếp sau sẽ có kết quả gì thì hãy nhìn xem đời này con đang gây ra những nghiệp tội chi. Thí dụ như con hay sát sanh thì kiếp sau con sẽ bị quả báo là mạng sống ngắn ngủi. Nếu con hay ăn cắp thì kiếp sau con sẽ gặp quả báo là bị người cướp giật. Hỏi: đối với người mới bắt đầu học tập Phật pháp thì nên tu trì như thế nào? Đáp: ăn cơm, mặc áo và đi ngủ. Đệ tử: dùng vạn Phật thánh thành lớn quá đi thôi. Hòa thượng: không phải là dùng vạn Phật thánh thành quá lớn, mà là tâm lượng của con quá nhỏ hẹp đấy. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。